top những nhân vật đáng ghét nhất trên Showman, người đáng ghét hơn cả quỷ. Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với Weibo Never Die. Chúc mọi người một ngày tốt lành nhé. Trong một buổi chiều rảnh rỗi, mình đã dạo khắp các fanpage trên Showman từ A đến Á và nhận ra một điều rằng không có một bộ truyện nào mà tác giả lại có nhiều anti như trên Showman của Fujimoto. Có lẽ vì bị anti nhiều như thế nên ông quyết định trả thù đời bằng cách cho debut hàng loạt những nhân vật siêu đáng ghét. Đó có thể là một phản diện xấu xa, một chính diện hèn nhát hoặc đơn giản nhìn mặt phát là thấy ghét luôn. Cụ thể đó là những ai? Hôm nay mời anh em cùng Weibo Never Die đi tìm hiểu nhé. Get go! Makima. Đồng ý rằng chị đẹp là waifu của rất nhiều người với vẻ đẹp dạng người cùng body đỉnh của chóp. Tuy nhiên cũng chiếm luôn vị trí nhân vật bị ghét nhiều bậc nhất trên Showman. Điều này có thể làm fan của chị đẹp khó chịu. Nhưng là sự thật anh em ạ, Makima không phải tự nhiên bị ghét mà đều có lý do cả. Đầu tiên cô đóng vai trò phản diện chùm cuối trong season 1 gây không ít khó khăn cho nhân vật chính Denji, thậm chí cũng là kẻ thù cuối cùng của cậu. Thứ hai, Makima là nguyên nhân trực tiếp gây ra sự đau khổ cho rất nhiều nhân vật được fan yêu thích như Aki, Quỷ Thiên Thần, Power hay Reze. Đúng kiểu cuộc đời của họ có thể trở nên rất đẹp, nhưng đùng một cái, tác giả cho Makima xuất hiện và sau đó không còn sau đó nữa. Thứ ba là các hành động cũng như lối tư tưởng của quỷ chi phối. Đối với cô nàng, Denji, Aki, các thợ săn quỷ khác hay toàn bộ loài người đều là những công cụ ngu dốt chỉ có giá trị lợi dụng nhất thời mà thôi. Điều đó dẫn đến việc cách hành xử và tư tưởng của Makima vô cùng lạnh lùng, đúng kiểu trap girl chính hiệu luôn. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, bản chất của chị đẹp không hề đáng ghét. Chẳng qua khi bắt đầu kiếp sống Makima, cô đã bị chính phủ Nhật thao túng tâm lý, sau đó mới có lối sống tiêu cực mà thôi. Nghe cũng kỳ thật anh em nhở, quỷ chi phối nhưng mà lại bị chi phối, chả biết đáng thương hay đáng trách nữa. Chỉ mong kiếp sống Nayuta lần này cô có thể sống một cuộc đời vui vẻ mà thôi. Ông lão giang hồ. Là nhân vật phản diện đầu tiên xuất hiện trong bộ truyện, đa số mọi thông tin về lão già này dường như đều không được tiết lộ, kể cả tên của lão. Nhưng có một sự thật, ai nhìn vào cũng thấy rằng thằng cha này vô cùng đáng ghét. Cụ thể đây là một chùm Yakuza trong khu vực mà Denji sinh sống lúc nhỏ. Sau khi cha của cậu mất, ông lão này đã gán toàn bộ số nợ lên đầu Denji. Lúc ấy chỉ là một đứa trẻ với vô vàn lời hăm dọa bắt buộc phải làm mọi thứ để kiếm tiền trả nợ. Điều đó đã đẩy bên nhà ta đến một bước đường ai nhìn vào cũng phải sốc. Mỗi ngày ăn bánh mì mốc để sống, bệnh không uống thuốc, lạnh không đắp chăn. Thậm chí ở một số khoảng thời gian không kiếm đủ tiền trả nợ, cậu buộc phải bán chính mình, bao gồm một bên mắt, một bên thận và một bên trái dứng, vân vân và mây mây. Nói chung là lão già này đẩy một cậu bé vào bước đường sống không bằng chết đấy anh em ạ. Chưa dừng lại ở đó, sau khi ký khế ước với quỷ zombie, tên này còn lừa Denji và Pochita đến hang ổ của tên quỷ ấy và mặc kệ sống chết của cậu. May thay ông trời có mắt, sau đó lão già Yakuza này đã bị quỷ thây ma biến thành thây ma rồi bị chính Denji cưa. Thế với anh em, phân cảnh ấy thật sự là hả hê luôn, nó phê không gì tả nổi. À mà nhắc đến lão này, mình cũng nhớ đến bình luận của một thanh niên nào đấy rằng sau khi nhận được trái tim Pochita, Denji đã sở hữu năng lực tái sinh của quỷ. Cậu hồi phục hoàn toàn mắt, thận, tinh hoàn. Vậy tại sao không áp dụng bài toán kinh tế, cắt những thứ ấy đem bán đi, xong rồi lại uống máu để phục hồi? Mình cũng không đỡ nổi câu hỏi ấy. Anh em nào đủ khả năng đỡ thì bình luận bên dưới nhá. Katana Man. Là cháu nội của tên giang hồ già châu bên trên, Katana Man xuất hiện với mục đích duy nhất là hạ gục Denji để báo thù cho ông nội và cha của mình. Nghe báo thù thì có vẻ hợp tình hợp lý, tuy nhiên anh em phải biết rằng Denji đâu phải tự nhiên giết hai tên Yakuza ấy. Cậu vốn chấp nhận làm việc cả đời để trả nợ, chẳng qua bọn chúng tự tìm đường chết mà thôi. Đó là điểm đáng ghét đầu tiên của tên này, không phân biệt đúng sai. Katana Man tham chiến trong rất nhiều trận gây ra vô số khó khăn cho Denji. Nhưng sự kiện quan trọng nhất khiến hắn nhận phải sự anti hùng hậu từ con dân fan trên Showman chính là tên này là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cái chết của Himeno. Cụ thể trong trận chiến với Aki, Katana Man cùng Sawatari đã áp đảo Hayakawa, thậm chí có thể giết chết anh. Thấy được điều đó, Himeno buộc phải hy sinh toàn bộ tính mạng hiến dâng cho quỷ ma để cứu người tình của mình. Cái kết dù đánh bật được Katana Man nhưng vẫn chịu thất bại trước Akane. Dù chỉ xuất hiện trong vài chap nhưng Himeno đã chiếm trọn tình cảm của fan vì tình yêu trong sáng, tính cách tấu hề, đặc biệt là vẻ ngoài hấp dẫn, cho nên kẻ khiến cô bỏ mạng chắc chắn phải bị ghét.
Cuối cùng, Katana Man không tử trận như ông nội mình, thay vào đó nhận phải một cái kết thảm và nhục hơn rất nhiều, chính là bị Aki và Denji liên tục đá vào bi trong hàng chục phút đồng hồ liền. Anh em nào từng bị quả bóng công kích vào chỗ đó thì mới hiểu nó thốn đến mức nào. Bị như thanh niên Katana này thì thà chết chắc còn sướng hơn ấy. Kobeni. Kobeni là một nhân vật đặc biệt, cô từng chiếm giữ vị trí bị ghét top 1 vượt qua cả các phản diện, nhưng sau đó đã nhận lại được sự yêu thích của fan. Tuy nhiên, chúng ta cứ nói về khoảng thời gian cô bị ghét đi, anh em nhé. Mọi việc bắt đầu từ khi cả nhóm bước vào trường không gian của Quỷ Vĩnh Hằng. Kobeni gây một sự khó chịu không hề nhỏ cho các đồng đội lẫn độc giả vì tính cách thỏ đế, lúc nào cũng bù lu bù loa, thậm chí còn lăm le giết Denji để cứu lấy chính bản thân. Hẳn ai xem cảnh này xong cũng nghĩ, móa, con nhỏ này ích kỷ đáng ghét thật đấy. Chưa dừng lại ở đó, trong những trận chiến sau này, Kobeni lúc nào cũng chả làm được cái méo gì ngoài đứng yên run như một con chim, tỏ ra sự yếu đuối đến cùng cực. Dù nhiều bạn sẽ không thích, nhưng mình nhận ra rằng việc Kobeni bị các fan ghét cũng giống như trường hợp của Sakura trong Naruto vậy. Trong các trận chiến thì chả làm được cái méo gì, nhưng báo đồng đội thì hay lắm. Tuy nhiên chỉ sau đó vài chapter, Kobeni đã trở mình từ chim sẻ biến thành phượng hoàng. Không những nhận được sự yêu thích của fan mà còn trở thành gương mặt đại diện cho vai trò tấu hề. Drama chiếc xe hơi của Kobeni, điệu nhảy hamburger liên tục trở thành một trong những meme ăn khách nhất làng manga. Cuộc hẹn hò bất ổn của cô nàng với Pochita cũng trở thành sự kiện giải trí nhất mùa 1. Trên tất cả, thứ đã giúp Kobeni không còn bị ghét chính là việc cô nàng đã dũng cảm đối đầu với Sawatari và quỷ rắn để báo thù cho đồng đội của mình. Thể hiện một sức mạnh không phải dạng vừa, chẳng qua là ngày thường không thích bung lụa mà thôi. Riêng cá nhân mình thì đến hiện giờ vẫn còn buồn cười mỗi khi nhắc đến chiếc xe hơi của cô nàng anh em ạ. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Kẻ sát nhân hàng loạt. Trong arc Bomb Girl có một nhân vật phản diện phụ chỉ xuất hiện trong vỏn vẹn vài trang nhưng gây ra một sự cay cú không hề nhỏ. Thậm chí đối với cá nhân mình, đây là thằng khốn nạn đáng bị ghét nhất trong video hôm nay. Đầu tiên anh em hãy nhìn vào vẻ mặt của hắn xem. Nghĩ bằng đầu gối cũng dễ dàng nhận thấy đây là một tên phản diện. Tuy nhiên, phản diện đến mức nào thì phải nghe đến cuộc đối thoại với quỷ bão. Cụ thể, tên này nói rằng mình là một kẻ giết người hàng loạt và thường xuyên đối đầu với các thợ săn quỷ. Trong một lần hoạt động tại Trung Quốc, vì để đối đầu với một thợ săn quỷ mạnh hơn, hắn đã bắt vợ và con của anh ta. Sau đó tra tấn họ, uy hiếp và giành chiến thắng. Cụ thể ra sao thì anh em có thể xem lại chapter 41 nhé. Hơi bị ám ảnh đấy. Nhiều người nói rằng binh bất yếm trá, trong chiến trường phải dùng mọi cách để chiến thắng. Tuy nhiên mình không nghĩ vậy. Trận chiến giữa hai thằng đàn ông thì có liên quan gì đến phụ nữ và trẻ em vô tội đâu đúng không nào? Chẳng qua đây là một thằng hèn sợ thất bại mà thôi. Trong cái đêm tại trường học, hắn cũng định dùng cách này để hạ gục Denji. Mà không hay biết rằng cô gái mình bắt làm con tin thật ra còn mạnh hơn cả quỷ bão. Cuối cùng là nổ tan xác, chỉ còn lại vài trăm gram. Nói thật là như thế vẫn chưa thỏa mãn mình anh em ạ. Nếu được thoát thân vào Reze trong tình huống ấy, mình sẽ nhét 10kg bom vào lít đỗ của hắn và hẹn giờ nổ sau 3 tiếng. Từ từ cảm nhận nỗi đau của tên này giống như cách mà hắn đã làm với nạn nhân khác. Anh em còn nghĩ ra cách nào perfect nữa hơn không? Comment bên dưới nhá. Ông già Noel. Theo một nghiên cứu không chính thức của hội đồng Weebu Never Die, có hai thứ trên đời khiến trẻ em phấn khích nhất. Một là hai tên, hai là ông già Noel. Nhưng chẳng biết vì sao tác giả Chainsaw Man lại biến cái tên Santa ấy thành một kẻ xấu xa, thậm chí còn xấu xa đến cùng cực. Tạm thời hôm nay chúng ta sẽ không nói đến giới tính hay thông tin cá nhân của Santa Claus nữa, chỉ nói về tội ác của ả thôi nhé. Đầu tiên là thảm sát dân vô tội, ước tính lên đến hàng chục hoặc hàng trăm ngàn để tạo thành những đội quân búp bê khắp nơi trên đất nước Nhật Bản. Điều đáng nói ở năng lực này là người dân sau khi bị tác động, họ không mất ý thức như zombie mà vẫn giữ được suy nghĩ, cảm nhận được nỗi sợ và sự đau đớn. Chẳng qua là mất quyền điều khiển bản thân mà thôi. Thứ hai là tàn nhẫn với cả những người cùng phe, ví dụ như Tonka. Dù anh ấy đã cố gắng hết mình hỗ trợ ông già Noel, nhưng cuối cùng vẫn bị biến thành búp bê. Đặc biệt nhất, Santa khao khát sức mạnh đến mức phát cuồng. Vì muốn được một phần của quỷ bóng tối, ả sẵn sàng bán đứng đồng đội, bán đứng quốc gia, thậm chí là bán cả linh hồn của bản thân. Chấp nhận hóa quỷ. Cũng may sức mạnh mà Santa nhận được từ Darkness chỉ bằng cái móng tay, cho nên bị đánh bại bởi đòn tự thiêu của Denji. Chứ nếu được chia khoảng 10% thôi, chắc cả thế giới ăn đồng bằng, ăn cát luôn anh em ạ. Vậy đối với mọi người, đâu là nhân vật đáng ghét nhất trên Showman? Comment bên dưới xem có nằm trong video này không nhé. Riêng cá nhân mình thì thấy cái tên sát thủ nói chuyện với quỷ bão ấy, vừa xấu vừa hèn lại còn cùi bắp nữa chứ, nhìn phát chán luôn. Rồi, giờ chúng ta đến góc comment thôi nào. Đầu tiên là Makima xào 7 món.
bọn này còn có một tên gọi khác là Kamen Rider. Úi giời, Kamen Rider thì bình thường bạn ơi, nếu là Mumen Rider á thì mới là chất chơi người rơi nhá. Bạn Nguyễn Thị Bích Trâm, có quỷ binh Chi Linh không anh? Đương nhiên là có rồi em. Theo như anh đoán thì quỷ binh Chi Linh này sẽ mạnh hơn quỷ gà một xíu và có khả năng làm cho người ta bị viêm họng đấy. Bạn Trần Hữu Khang, chào anh Weibo đẹp trai, video nào em cũng like và đăng ký cho anh rồi, cho em lên TV đi. Ok em ơi, lên 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 luôn. Và đó cũng đã khép lại video ngày hôm nay. Nếu như anh em muốn lên TV như ba bạn may mắn bên trên thì đừng ngần ngại ấn một like, một sub cũng như để lại comment bên dưới nhá. Giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.